Ngày xưa Liên Xô giúp Việt Nam rất nhiều, nhưng khi Trung Quốc đánh gạc ma Liên Xô lại làm ngơ trong khi tàu chiến đang thuê ở Cam Ranh là sao anh ơi? Nói chung là mình cũng không thể đòi hỏi người ta giúp mình nhiều như thế rồi mình còn đòi hỏi gì nữa. Câu chuyện bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mình người ta giúp được mình là phần nào giúp, mình không trách người ta được. Người ta hại mình thì mình có thể trách, chứ người ta không giúp không thể trách được. Nên là thôi các bạn đừng có lôi lại câu chuyện đó làm gì. Thực ra lịch sử Việt Nam nó còn rất nhiều các góc khuất. À, vì sao này, vì sao cái kia? À, mình rất khó có thể bàn ở trà đá vỉa hè trên bàn nhậu thì chúng ta có thể chém gió thoải mái được. Nhưng tôi là một người lên trên cái chương trình phát sóng trực tiếp, tôi sẽ không thể nói những góc khuất như thế được. Nói xong nhà nước hỏi bằng chứng đâu, dựa vào cái gì là tôi chết bác bất kỳ tử. Nên là hy vọng rằng là anh em đừng hỏi những câu hỏi như vậy. Còn tư duy của chúng ta là gì? Là Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Sống hay chết, chúng ta luôn luôn mang ơn Liên Xô. Kể cả chúng ta có trả hết nợ về tiền bạc thì cái ơn đó nó vẫn cứ đi theo mãi mãi, giống như đời đời nhớ ơn Liên Xô. Đây là câu thật lòng với tất cả các bạn. Nhưng mà không được quên lịch sử. Những người Liên Xô đó tuyệt vời, đã rất tốt với chúng ta. Không phải là một một vấn đề mà Nga hôm nay đấy, chúng ta gạt bỏ đi cái ơn cái nghĩa của Liên Xô dành cho chúng ta. Quan điểm của tôi rất rất rõ ràng. Cái việc ơn là ơn. Ơn là phải nhớ mãi mãi. Ai xúc phạm Liên Xô là ta phải phang ngay. Chứ còn Nga nó khác. Nga nó khác hoàn toàn. Còn tôi nói các bạn ấy, cái việc mà Liên Xô giúp mình nhiều như thế rồi. Bây giờ cái việc gạc ma mình có giữ được hay không giữ được là cái trách nhiệm của mình. Nhưng mình không thể trách được. Câu chuyện Liên Xô tại sao không giúp, bây giờ người ta chả nhẽ người ta phải đi đánh giặc thay cho mình. Nay ông này lại đổi giọng rồi, các ông buồn cười. Tôi chưa bao giờ đổi giọng, quan điểm của tôi rất rõ ràng rành mạch. Các ông cứ đánh cháo trộn lẫn vào làm cái gì? Ả Rập Xê Út là đàn em của Mỹ, nhưng theo anh Trung Quốc nó có dụ dỗ được thằng đệ này theo mình không? Thực ra thì Ả Rập Xê Út nó là câu chuyện hoàn toàn khác các bạn nhé. Ả Rập Xê Út thì nó sẽ không bao giờ khỏi Mỹ, nhưng nó sẽ dùng Trung Quốc để làm giá với Mỹ. Tức là bây giờ cái câu chuyện của Ả Rập Xê Út ấy, là trong bao nhiêu năm qua nó đã phục vụ cái quyền lợi của Mỹ rất nhiều. Nhưng ngược lại các cái chính sách của Mỹ đối với lại đàn em, đặc biệt là đối với Ả Rập Xê Út ấy, nó cũng có những cái không được tốt. Ví dụ như là nói về câu chuyện nhân quyền, cái câu chuyện mà nhà báo tự do của Ả Rập Xê Út ấy, bị tiêu diệt bởi thái tử của Ả Rập Xê Út ấy. Lúc bấy giờ là chính quyền của Obama lên án rất mạnh Ả Rập Xê Út về câu chuyện nhân quyền, cho nên lúc bấy giờ Ả Rập Xê Út nó đã mất lòng với lại Mỹ rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là cái câu chuyện Israel. Ả Rập Xê Út với Israel nó lại là hai cựu thù của nhau, hai tay nó thù nhau lắm. Mà thằng Mỹ nó lại là thằng gọi là đàn anh của thằng Israel. Thế nên Ả Rập Xê Út đâu đó nó khó chịu với Mỹ, và vì nó khó chịu vậy đấy, cho nên là nó muốn xà sang nói chuyện với Nga, nói chuyện với Mỹ, Trung Quốc một tí để làm sao để thằng Mỹ đấy làm sao phải nhượng bộ nó. Chứ còn Ả Rập Xê Út nó không bao giờ nó rời rời bỏ Mỹ cả, bởi vì thực tế bây giờ nó cho Mỹ vay quá nhiều, rời bỏ Mỹ không khác gì mất luôn. Mà thằng Mỹ nó làm cách mạng ở đâu, chứ nó làm cách mạng ở khu vực Trung Đông nó nhanh như lật mặt bánh tráng luôn đấy. Thành ra thằng Ả Rập Xê Út đấy nó muốn lôi kéo ông Nga, ông Trung Quốc vào ấy, để nó có một cái gì đó nó làm giá ông Mỹ, chứ còn bảo nó rời bỏ Mỹ không có. Là mối quan hệ nó với Mỹ giờ nó quá phụ thuộc, nó cho Mỹ vay bao tiền, các công ty Mỹ mua bao nhiêu dầu của nó rồi không lấy lại được, mà lại còn bị nó lật đổ chế độ thì toang. Đúng không các bạn? Bây giờ các bạn thấy thôi, mình yếu hơn thằng Mỹ mà mình chót cho nó vay tiền rồi, đến lúc đòi nó không trả thì mình cũng chẳng làm gì nữa. Câu chuyện nó là như vậy, khổ lắm, sung sướng gì đâu.